Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về cái điều hòa hoạt động hormone GH ha các bạn. Tương tự giống như là cái điều hòa hoạt động tuyến giáp vậy bạn. Thì nó cái tác dụng của nó giống như là cái điều hòa hoạt động tuyến giáp các bạn. Cái tác dụng của nó cũng tương tự như vậy ha. Thì khi mà có một kích thích như là đói nè, lạnh nè, rét nè, thì cái vùng dưới đồi nó sẽ nhận tín hiệu ha. Nó tạo ra cái hormone GHRH ha. Và nó kích thích tuyến yên trước, nó sản sinh ra hormone GH, nó sản sinh ra hormone GH này nè. Sau đó hormone GH này nó sẽ đi đến mục đích là đi đến toàn bộ các tế bào trong cơ thể các bạn. Nó đi đến toàn bộ các tế bào trong cơ thể, tức là nó đi đến mục đích đấy. Thì lúc này nó sẽ làm tăng tổng hợp protein ha. Nó tăng tổng hợp protein, tăng phát triển mô, tăng phân hủy mỡ và tăng sử dụng glucose dự trữ, hay nó tăng tạo ra các acid amin để mà nó chống lại cái lạnh, nó chống lại cái stress các bạn. Nó tăng tạo acid amin để mà tác dụng của nó là gì, để nó chống lại cái lạnh. Lúc đầu mình nói là khi mà bệnh nhân bị stress nè các bạn, bị đói nè, bị lạnh nè, bị hạ đường huyết các bạn, thì lúc này GH nó đi đến mục đích và nó sẽ tăng tổng hợp protein nè, nó tăng phát triển mô, nó tăng tổng hợp acid amin để nó tạo ra năng lượng và giúp cho cơ thể chống lại cái đói ha, giúp cơ thể chống lại cái stress, chống lại cái lạnh, và làm nó tăng sử dụng glucose dự trữ ha, nó giúp cho sử dụng glucose dự trữ ha. Bây giờ bệnh nhân đang hạ đường huyết nè, thì lúc này nó sẽ giúp cho cái tình trạng sử dụng glucose dự trữ nó sẽ dễ dàng hơn, tức là cái glucagon nó sẽ chuyển glucogen thành cái gluco để đưa vào máu các bạn. Khi mà cái nồng độ GH này nó quá nhiều thì nó sẽ tác dụng lên ngược trở lại vùng dưới đồi, và nó bảo rằng cái GH, nồng độ GH này bây giờ nó dư thừa quá nhiều rồi. Nó bảo cái thằng vùng dưới đồi này nó sẽ ngưng bài tiết ra GHRH, thấy các bạn. Thì khi mà GHRH đó nó ngưng bài tiết rồi thì sao? Thì sẽ không có cái nào để mà kích thích tuyến yên trước, nó tạo ra cái GH các bạn. Như vậy nồng độ GH sẽ luôn ở mức bình ổn các bạn. Thì đây là cái cơ chế điều hòa hoạt động hormone GH các bạn. GHRH là gì các bạn? Thì cái chữ G là chữ rao, rao tức là tăng trưởng, chữ H là hormone, và chữ R là cái releasing, ý nghĩa của nó là phóng thích ha các bạn. Rồi, chữ H là hormone, như vậy là GHRH đó là viết tắt của cái từ rao releasing hormone, tức là rao hormone releasing hormone, tức ý nghĩa của nó là hormone tăng trưởng và hormone phóng thích, tức là cái GHRH đó là ý nghĩa đó là hormone tăng trưởng và hormone phóng thích. Khi mà cái hormone cái GH này nó tạo ra, nó đồng thời nó sẽ tạo ra cái IGF-1 luôn, mà trong khi cái thời gian bán quỷ của GH này nó chỉ có 20 phút thôi, cái thời gian bán quỷ của IGF-1 đó, nó lên đến 20 giờ ha. Vì vậy mà khi xét nghiệm, người ta sẽ xét nghiệm cái nồng độ là IGF-1 sẽ đại diện cho hormone GH ha các bạn. Thì tôi vừa trình bày xong cái cơ chế điều hòa hoạt động hormone GH, thì đó là cơ chế điều hòa feedback âm của hormone GH ha các bạn. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.